Còn đạo đức thì được định nghĩa là bởi vị tha lớn hơn vị kỷ. Chúng ta biết sống vì muôn loài, chứ không phải sống vì riêng mình. Đây là cái tam giác chi tiết hóa nha. Chi tiết hóa tâm tham, sân và si, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Các bạn không thể nào phát huy đạo đức được nếu tâm tham nó còn đầy trong lòng mình. Các bạn không phát huy nổi đạo đức đâu. Cái mà chúng ta làm đạo đức nó sẽ trở thành đạo đức giả nếu tâm tham còn nhiều quá. Các bạn có để ý có một số người giúp người khác vì sự sĩ diện không? Chứ họ giúp có thật lòng đâu. Rồi rất nhiều doanh nghiệp làm thiện nguyện cũng vì sĩ diện, chứ họ có giúp xã hội thật lòng đâu. Nên chúng ta mới để ý này, muốn đạo đức nó lên ngôi thì phải chuyển hóa tâm tham. Chứ không phải cứ để im tâm tham rồi cứ luyện đạo đức thì tâm tham nó sẽ mất, không có đâu.